Thiệt hại ước tính là khoảng bao tiền? Khá giống là nó bảo là nó mua hơn 40 rồi. Cháu xin chào tất cả các cô chú anh chị đang có mặt tại kênh tem của anh em Nguyễn Tất Thắng. Ngày hôm nay anh em chúng cháu đã có mặt tại thành phố Hà Giang sau quãng thời gian di chuyển từ huyện Mèo Vạc về đến thành phố Hà Giang. Thì hôm nay chúng cháu lại di chuyển tiếp tới trung tâm xã Cao Bồ để cập nhật tình hình mưa lũ vì mưa từ đêm hôm qua. Nên là anh em chúng cháu bây giờ đang di chuyển trên quốc lộ 2. Anh Sự, tình hình mưa tối qua ở chỗ nhà anh thế nào? Chỗ nhà anh là nó mưa to cả đêm, anh cứ ngủ nhà anh từ trước giờ nước cứ chảy trong nhà như thác rồi, kéo đêm hôm qua lại nước lại ngập vào nhà anh. Nước nó chảy qua nhà luôn. À, thế anh có bị ướt đồ gì không hay là anh chuẩn bị sẵn rồi? Đồ đoàn thì nó chảy qua nhà. Anh quen rồi đúng không? Quen. Thế là đồ anh để hết lên cao rồi đúng không? Nhưng mà đấy. Gạch thì anh xây bằng gạch bi, gạch ngày xưa đấy. Vâng. Nhưng mà nó ấy, đây này. Chả biết. Đây cái điểm cảnh báo cảnh sạt lở đấy bác này. Anh Sự này. Ấy đâu. Đấy. Úi, sạt lở ta ly xuống đây này. Đấy các bác có lộ trình mà đi qua đầu km số 3 thành phố Hà Giang thì chú ý nhé. Nữa là anh em mình xem ở chỗ nào ăn sáng mình ăn không này, mua cái lương khô nhỉ? Em thích ăn lương khô. Nói chung là ăn cái gì nhẹ nhẹ cũng được mà ăn sáng. Ăn lương khô đấy, ăn sáng mình ăn nhiều nước quá sợ nó béo hoặc là nó ấy quá nhỉ. Rồi ăn sáng nhẹ một chút xong mình uống nước vào là ok. Đi di chuyển xem có quán nào có lương khô mình mua nhá. Vâng, dọc theo quốc lộ đi, xong là anh em mình gặp quán nào thì mua cho đấy. Anh thích ăn lương khô à? Lương khô thì lúc nào mà tắc tủng đường đủ đi nó khó khăn thì anh em mình ăn được. Vâng. Bây giờ mình ăn phở vèo phát tí nó đói thôi đúng không? Vâng, đêm hôm qua mưa cả đêm ấy anh ạ. Đấy, mưa cả đêm. Mưa thế này không biết là anh em mình có lên được xã Cao Bồ hay không? Có sạt lở không? Bây giờ là đi theo như phỏng đoán của anh thì anh em mình liệu có đi được lên đấy không nhỉ? Bây giờ do thời tiết thiên nhiên thì làm sao mà đoán được em? Vâng. Ta đi đến đâu nếu không đi được thì ta dừng thôi, không nên cố. Vâng, thì em nghĩ là chúng ta cứ di chuyển vừa đi vừa hỏi thăm những người đi ngược chiều nhỉ? Bây giờ ngược chiều. Đấy, đường đang bị đội đường lên rồi, đây này. Chỗ này đội đường lên rồi anh ạ. Hả? Đội đường lên rồi. Nghĩa là đội hẳn đường lên đấy. Ừ. Nghĩa là nó phồng ở đường nên là nó đùn luôn từ trên đỉnh đùn cả chân lên luôn. Đùn này là nó cái do mạch nước ấy, nó đùn đường lên. Không, nó đùn cả một tảng to anh ạ, là đùn cả đường đấy. Nó không phải là sạt ở trên. Cái này nếu mà theo cái này là nền cứng của đồi chắc không. Mặt trượt, nó là mặt trượt, nó đang tạo mặt trượt ở chỗ kia. Em vừa để ý là nó lên khoảng cao lên khoảng so với mặt đường khoảng tầm 30 phân rồi đấy. Có một góc dài khoảng tầm chục mét như đấy. Nhìn giống lắm, tí chiều về xem là có phải không, đúng không? Đấy, anh em chúng cháu đã đến cổng chào thành phố Hà Giang. Hiện tại xe lưu thông ngược chiều thì cũng rất là ít, có thể là trời mưa các bác tài cũng không di chuyển nhiều đâu anh nhỉ? Thế nên là trời mưa họ đi thì theo ấy đấy. Nhưng mà ở trên quốc lộ 2 thì thường thường là không bao giờ bị tắc, nghĩa là trời mưa người ta sẽ hạn chế trời di chuyển mưa hoặc là sạt lở là phải thông đường thông hề thoáng này, hạn chế di chuyển thôi nhỉ? Ừ. Anh có nghĩ như thế không? Cũng có thể. Nước sông Lô cũng to phết anh ạ. Đêm qua mưa cả đêm mà nhỉ? Ừ. Sạt lở này đấy. Xe ngược chiều rất là ít luôn. Tại mưa cả đêm như thế. Đây nước sông Lô các bạn lên to này, đấy sắp tràn qua kia rồi. Có cái gò giữa sông nó sắp ngập. Chỗ này là năm 2018 hay nhỉ anh nhỉ? Là có một con xe bị trôi ấy nhỉ đúng không? Mưa nhiều quá, chỗ nào cũng thấy điểm sạt này. Qua đi di chuyển chú ý đi xa tạo ly ra một chút. Phải nói là mưa cứ cục bộ như này là lại sạt lở. Chắc
chỗ này bây giờ mình mà tìm mua lương khô chưa có quán mà buổi sáng nó mở nhỉ? Vâng, mình di chuyển hẳn xuống kênh 11 Đạo Đức anh ạ. Chỗ đấy là có. Có quán đúng không? Vâng ạ, ngày chợ, chỗ chợ ấy, chợ xã Đạo Đức là có. Ừ, được. Đấy thì có nhiều quán hơn. Dọc tuyến quốc lộ này thì phải khoảng tầm 8 giờ thì có thể là mình sẽ mua được, chứ giờ này sớm, anh em đi sớm. Anh em vào ăn sáng thì chui vèo phát hết. Hay vâng. Ăn sáng xong vẫn... Ăn sáng được thì xuống dưới kênh 11 cũng có quán ăn sáng, quán quán phở đấy ngon lắm anh ạ. Ừ. Tí nữa qua đấy cho các bác review luôn quán đấy nhỉ. Quán đấy cũng nhiều người ăn mà cũng ngon, đồ cũng ngon anh ạ. Quán buổi sáng mình đến đấy mình ăn thôi. Vâng. Đi review sợ họ không muốn là mình không. Không, có thể là không, quán đấy thì là quán thằng em của em thôi anh ạ. Nên là mình vào mình cứ hỏi qua nhỉ. Yeah. Mà anh lúc anh gọi em là anh đã chuẩn bị đi rồi đúng không? Từ nhà đi đúng không? Nhà đi à? À, em thấy vừa mới gọi và em đánh răng xong là đã thấy anh gọi rồi. Mưa bây giờ là ngớt rồi. Mà trời thì chưa có hiện tượng quang mây, vẫn còn nhiều mây, khả năng mưa rất là cao. Trời mưa này di chuyển cảm giác nó không yên tâm anh nhỉ. Ừ. Cái này bây giờ buổi sáng nó tạnh một chút, hôm qua mưa to. Và đi đường cảm giác trơn trượt, không dám đi nhanh. Anh về nhà anh ngủ có ngon không? Ngon đấy. Ngủ về nhà vẫn là hơn đúng không? Anh em mình đi trên bản thì không quen nhà, ngủ không bằng ngủ ở nhà mình được. Hôm qua có bóng đá không anh? Không, hôm qua không có trận nào. Đấy, sắp đến kênh 11 rồi các bạn. Chúng cháu cũng chưa ăn cái gì từ sáng giờ, dậy cái là anh em đón nhau là đi luôn. Tối hôm qua em lại thấy ông anh của em chạy xe tour tuyến Đồng Văn về lại Bắc Sum lại bị sạt. Ừ. May là anh em mình là về, mình về sớm. Và không đêm qua lại mắc ở đấy đấy. Nói là năm nay là sạt lở nhiều. Nhưng qua phải nói là cái sông à cái không phải sông đâu nhỉ, cái chỗ cây cầu Lúng Cá như là suối thôi đúng không? Là suối rồi. Suối dã man nhỉ. Thành sông luôn. Thành sông thật. Cái đấy mà bây giờ mà cho anh bơi xuống đấy anh có bơi được không? Chắc không dám đâu nhỉ. Anh biết bơi không? Không. Anh sự là lái xe thì cứng nhưng mà bơi anh không dám bơi. Đúng không? Gặp nước là anh sợ đúng không? Nước lớn là ai cũng sợ thôi chứ không như anh sự. Cháu thì cháu cũng biết bơi nhưng mà không bơi giỏi. Cháu đang di chuyển lên trung tâm xã Cao Bồ, đang ở địa phận thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ. Không biết là từ đây đi vào có nước có to không anh nhỉ? Nước sông. Đây là nước sông này em nhìn quay. Và qua chỗ này nó thoáng thoáng một tí anh ạ. Chỗ này hơi rộng. To đấy. Ui ui. Khủng khiếp thế nhỉ? Đây này, các bác xem. Đấy, sắp lên đến đường rồi kìa. Chỗ này nọ chắc còn tràn qua sau đây đấy, đất đá trôi đầy đây. Wow. Như sông luôn. Có người vẫn đi xúc kìa. Đâu? Ui nguy hiểm thế. Ừ. Dã man nhỉ. Bên theo bên đời suối mà như sông luôn nhỉ. Ui. Nước từ nơi mình thấy đơn giản một chút nào. Vâng. Nhưng mà đêm qua chắc còn to hơn đấy nhỉ. Đúng không? To hơn. Các bác xem
mưa lũ tại Hà Giang có khủng khiếp không? Cho nên là bây giờ nước to là mấy nhà bên kia là không lội được qua nữa đấy. Đúng rồi, mưa này thì ở bên kia có một nhóm hộ chắc khoảng tầm 5 hay 6 hộ gì đó thì là cô lập đấy. Không đi lại được. Cô lập luôn. Từ khu vực đây vào là toàn bản người Giao hết nhé các bác nha. 100% nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi, 100% là dân tộc Giao trong này. Hẳn một xã luôn. Nhưng có... mà ở chỗ bản dân là có người Tày. Bản dân có người Tày. Chỗ anh làm cầu Bản Dân á. Vâng. Mấy anh em làm cầu Bản Dân á. Chỗ đấy là giáp với Việt Lâm nên là có người Tày nhỉ. Người Tày. Nhưng còn không thì toàn người Giao hết. Đó. Nước sông, nước suối chứ không phải sông đâu. To như sông. Có nhịn nước. Cầu kia là đang chuẩn bị làm cầu vượt, đang thi công. Có cầu rồi đấy. À, được hai cái mố rồi anh ạ. Ui cái cây kìa. Wow. Cây mắc ở trên cái cầu rồi. Ui sợ nhỉ. Trôi không biết trôi từ đâu về cái to thế mắc ở kia. Nguy hiểm quá nhỉ. Cầu vượt tràn. Cầu này cầu luôn đấy, cầu cứng luôn đấy anh ạ. Không phải là vượt đâu. Cứng luôn. Đấy. Các bác tính là cầu này là đi sang thôn bên kia phải không anh? Ui nước này. Quét hết bờ bên này rồi. Bà con đang nghĩ sang bên kia nhưng mà chắc không sang được, đứng ở đây rồi. Đây chắc là làm cầu. Không, ở bên kia chắc nhóm bên kia sao ấy. Làm cầu thì chắc là không có ai ở đây sao ấy. Thấy vắng tanh ấy, không có công nhân đâu. Chắc mấy bà con sang kia làm đồng nhưng mà nước to quá chắc không làm được rồi. Vâng. Chắc từ đây nên là không tắc đoạn nào đâu vì em vừa thấy xe ở Cao Bồ xuống. Mấy người Cao Bồ xuống. Xe máy. Và máy, còn ô tô thì không thấy xe nào ra nhỉ. Ừ. Anh dự lên đây nhiều lắm đấy đúng không? Quen thì trước quen đường. Cùng mấy anh em, cùng em Thắng, mấy anh em đi trong bản dân. Bây giờ bản dân còn có đường bê tông vào đến nơi rồi. Ngày xưa anh em đi đến đấy là phải xe máy ra đón hoặc là phải đi bộ vào. Và đang lên dốc rồi đấy. Các bác xem đường đi rất là quanh co nhé. Đường này nếu mà người nào mà say xe là chắc đi từ đây vào đến kia là cũng biết mặt anh nhỉ. Với Thắng vào là vào đến nhà trưởng thôn Quỳnh ở trong bản dân rồi đấy. À. Như là em tôi nghĩ còn làm trưởng thôn nữa. Chắc vẫn làm thôi vì ở đây trưởng thôn thì phải có những người mà có tri thức một tí chắc vẫn là đúng không? Đường cua quá, đường cua lại còn hẹp nữa chứ đúng không? Đường này mà tránh nhau cũng hơi khó anh nhỉ? Tìm chỗ mà tránh thôi. Có lúc phải lùi đấy, đường này mà tránh nhau hơi khó vì đường bé mà một bên là tà ly dương thì cũng đứng và bên này tà ly âm thì cũng dốc lắm, sâu. Cỏ rậm rạp quá. Cái này là quá. Đường này như là không có thông với xã nào nên là cũng không được bảo dưỡng nhỉ, duy tu nhỉ. Cỏ rậm ra tận đường này. Cua. Ui, ui, sợ thế. Trời này chắc là không mưa đâu anh nhỉ. Thấy cảm giác nó quang rồi. Bà con ở đây trồng quế nhiều nhỉ. Trong kia có một cái thác chạy cao. Tí nữa anh em mình đi qua. Cái thác đấy chắc tí nữa anh em mình bay vừa livecam cho các bác xem nhỉ. Cái thác đấy anh nhỉ. Đẹp. Từ trên cao nhìn xuống. À, thưa các bác, xã Cao Bồ là một xã này là đúng là xã biệt lập luôn. Biệt lập mà với không thông với một xã nào. Đi đến cuối đường là giải Tây Côn Lĩnh. Đúng không anh? Nằm dưới chân Tây Côn Lĩnh. Đúng rồi. Đấy, độ cao thì ôi, tháng nước to lắm anh ạ. Thế là đêm qua không phải mưa bé đâu.
Rùa to đấy. Và ở đây thì có chủ đạo là cây cây chè, san tuyết, cổ thụ và cây thảo quả anh nhỉ. Với bà con thì cũng có trồng quế. Nhưng mà nguồn thu nhập chính vẫn là cây chè, thảo quả. Nói chung là chè ở đâu thì không thể qua được giải chè Tây Côn Lĩnh. Anh công nhận không? Hà Giang mình là chè Tây Côn Lĩnh là chè đỉnh nhất. Đúng rồi. Chè cây chè cổ thụ. Chè cổ lâu năm. Gọi là cụ cây cụ chè. Cụ cụ chè luôn cụ đúng không? Chè chứ không. Có khi lên đến kỵ kỵ chè rồi. Thì có những bao nhiêu năm có những năm? Ông cụ già 80-90 tuổi hỏi cây chè từ lúc ông biết thì nó đã bằng nào, và ông biết thì nó vẫn cứ như thế. Cũng không thấy to hơn, vẫn bằng bây giờ vẫn là một người ôm, mấy người ôm mới hết thì làm sao một người ôm hết được. Vâng, nhưng mà cái có đấy, ông ở kể như thế đúng không? Mấy người ôm là có những cái cây chè gọi là chè rừng đấy đúng không? Trên rừng già đúng không? À, nào hôm nào anh em mình lên trên đấy quay cho các bác xem nhỉ. Trời hết mùa mưa đi. Nên là Tây Côn Lĩnh chơi chuyến. Anh không leo bộ được nữa, đi Tây Côn Lĩnh không đi bộ được nữa. Anh sự bây giờ là có tuổi rồi. Không phải mà có tuổi mà leo không được. Cao. Cao lắm anh ạ. 2400 bao nhiêu mét mà anh. Đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ui mù mịt lắm anh ạ. Đỉnh. Bà con ở đây bắt đầu là vào vụ cấy rồi đấy. Đang cấy lúa này. Cấy. Ui. Đây cái đại này em ra em xem cái chỗ này mới đẹp không? Đây này anh Thắng à. Ngày à, anh Sự à, ngày xưa em làm đấy, em săn ruộng ở khu này hết đấy. Toàn em làm đấy. Các bác xem là cháu kế ngày xưa là lại máy xúc thì san hết bao nhiêu ruộng bậc thang ở đây luôn. Ừ. Anh thấy ruộng làm ok không? Ok đấy. Toàn ruộng to lắm anh ạ. Ở trên này bà con là thích san ruộng to ra để cày bừa cho dễ. Đấy, đường, nước chảy đầy đường các bạn. Hôm qua chắc đây mưa to lắm, mưa thế bảo mưa cả đêm. Chỗ này sạt lắm, chỗ này cũng sạt nhưng mà cũng không sạt sạt nhiều nhỉ, cũng không ra sạt đường nhiều, sạt bé. Sạt ở đây nó không sạt nguy hiểm như trên cao nguyên nó xuống cả tảng đá luôn, cũng không phải là đất. Ở đây là đất pha đá. Đất pha đá xít. Vâng. Nó có nhẹ hơn chút. Nước chảy ra hết đường này. Mưa to đấy. Đây. Chỗ này là điểm check in. Check in đúng không? Trung tâm. Người con đá check in trung tâm xã Cao Bồ này. Kính chào quý khách. Nước to đấy nhỉ. Vâng. Nước suối to đấy. Suối như thác nước luôn. Bên kia bà con đã cấy lúa, cấy hết lúa rồi. Trên này trời âm u như kiểu mình đang ở trong hoang mạc đá anh nhỉ? Đúng rồi. Trời vẫn còn mưa phùn phùn, kiểu mây mù giống hoang mạc đá. Trung tâm xã. Vào đến trung tâm xã rồi. Ủy ban xã. Đây là Ủy ban nhân dân xã Cao Bồ các bạn ạ. Trụ sở đây ạ. Không có mặt bằng nhỉ. Đất ở đây mặt bằng ít nên trụ sở ủy ban cũng không có khuôn viên rộng lắm. Ở đây làm những cái nhà bằng ni lông để phơi thóc phơi lúa. Trong
kia là thôn Thác Tăng, sương mù đỉnh núi thác nước rất là nhiều luôn. Ui ôi, chỗ kia sạt kìa, lắp hết chỗ kia luôn. Đấy, sạt này anh ạ. Nguy hiểm nhỉ. Đường đi vào đây là cái cầu đi sang Thác Hùng này đúng không? Ừ. Ui là nước kìa. Cầu này bé lắm. Yeah. Trung tâm em xe điện. Xe điện này có sẵn. Sẵn lấy xe điện để chạy ở trong này. Em hỏi xem có bị ấy không? Em hỏi lắm. Em hỏi. Đường vào trong ấy có bị ấy không anh? Anh Quân đi ô tô được không? Không đi được. À vâng vâng. À, hôm nay mình vào đây lại gặp chợ anh nhỉ? Chợ trung tâm xã, chợ Phiên. Vâng, anh cứ đi ấy, có cái còi, còi cái cây trống này đi. Có cái cây trống này. Không, anh còi người ta các dỡ thôi, còi đi, còi cho thằng. Còi đi, cái thằng Bạt này này. Người em ơi, bỏ hộ nhờ cây trống một chút. Ok. Ăn sáng à? Ôi trời ơi, ông này lại lùi vào làm gì nữa nhỉ ông ơi. Đường chật thế này. Chào Nguyễn Tất Thắng. Ok, xin chào. Chào Nguyễn Tất Thắng. Nguyễn Tất Thắng, xin chào. Ai sừng chè kia đến kia để vào xong sừng chè. Đây anh ơi, đây. Dẹ, vâng, dẹp vào đây. Quen không? Quen, anh cứ vào đây đi. Cứ vào đây là được. Để cắm sâu vào trong này. Cắm vào trong chỗ này này, bên này này. Áp, đây, áp vào chỗ cơ kia kia. Vâng, chỗ kia được. Đúng không? Đây xưởng họ làm. Vâng, thế là anh áp vào đây. Đó, anh cắm vào cái khe này là được. Cắm vào tí nữa. Rồi, okay. Anh em cháu dừng xe ở đây để tí nữa lại chuyển đi xe máy. Anh Sự nhỉ? Gửi xe đây xuống xuống hỏi bác kia xem. Vâng. Anh ở đằng sau. Vâng. Anh Dũng à? Khỏe không anh? Ừ, anh em gửi cái xe ở đây cho em đi vào trong lùng tao. Vâng, lùng tao. Vâng, hôm nay thì lên xem có mưa lũ có bà con nó thiệt hại gì. Thiệt hại gì không? Có, nó cả tầm mấy cái thằng hết. Vâng, đấy em đang bảo vào xem. Anh ở trên này không? Không, của anh em bà con ở trong này bị anh ạ. Thiệt hại. Thiệt hại nó. Vâng. Đêm qua nó to quá. Đêm qua lũ cả đêm. Ừ. To quá. Sợ nhỉ. Sau khi nó mưa nó to phân lũ đấy. Bây giờ nó bây giờ thì nó lại xuống rồi. Để nó tạnh mưa thì nó lại xuống. Đường lại ô tô nó không qua được. Đúng không rồi. Ô tô chắc không qua. Vâng. Tí bọn em lại mượn xe máy để di chuyển vào. Ừ. Anh cầm em để em lấy đồ để okay. Để sang anh em mình ra chợ ngó tí nhỉ. Ừ. Có em cảm ơn nhá. Em gửi xe. Cầm cái này đi để anh em mình nhớ mà tắt đường này ăn nhỉ. Vâng đấy. Anh em cháu lại di chuyển vào trong.
Đấy, bắt đầu em cưới chuẩn bị đồ khô này, nước này, calamen. Nước lọc đi nữa anh nhỉ? Đấy có này, em cứ đút vào. Ba chai nữa. À nhưng mà vào trong kia mình uống nước khoáng. Nước kia, nước suối kia còn nước suối nước lần kia còn hơn cả nước lọc. Ở đây là nước khoáng thiên nhiên luôn nha các bác nhé. Lấy máy quay. Đúng rồi. Máy tính. Lấy ô đi, có phải ô nữa không? Có, lấy ô đi. Thế thì em mở đi lấy một chiếc thôi. Còn có cái để dùng. Không nên. Cái vừa vừa này. Anh có đội mũ điêu nhỉ? Ờ, có khi là anh phải đi quả đôi tổ ong đi. Không yeah. Anh ơi, cái này đi thoải mái hơn tổ ong. Ừ. Đi giáp dọ này đi đỡ vấp. Đây này. Cái này cũng không trơn mấy đâu. Có cầm anh đi không nhỉ? Ơi, trong đấy thiếu gì em. Và... Nhưng mà chắc nhất là cứ cầm đi. Cầm cả cái này nhé. Rau đắng này. Ớt. Ôi thì nhiều thứ quá. Thế em cho vào cái túi này. Ở trong cái đây. Bỏ cái túi này kia của anh. Đấy. Túi đeo này à? Cái túi đấy hậu em tặng là anh có túi đeo luôn, cầm cả sữa đi luôn, cầm cả bịch sữa đi. Cả sữa này á? À, tí nữa có cháu nhỏ ai mình uống hay không mình cho cháu nhỏ. Hay là nặng quá thì thôi để lại đi. Túi này không đựng được anh ạ. Hả? Ờ thế thì đựng. Chỉ cho cái ớt à? Ớt với rau đắng thì... Có khi là rau đắng không phải cầm không? Rau đắng thôi nhé. Ok. Đấy cái đấy cầm một gói đi. Nhớ vào trong kia có pha. Cái này gọi là thảo dược trà thảo dược giải rượu. Rồi. Đấy. Đấy cứ cầm một cái các đi. Các bác nào mà nóng trong người này hay là rồi. Uống rượu nhiều, bia nhiều thì uống cái này. Có cầm thêm cái gì không anh? Không phải cầm cái gì nữa. Có khói nhẹ còn lấy đi không? À có mấy chai thì đút vào. Anh em cầm lốt mấy chai khói nhẹ nhé. Thì là em cho hết đây không phải mang túi nữa. Xách túi đỏ này cho nó gọn. Không, cả cái thứ... Không, cái túi đỏ kia sợ nó ấy không? Được, thoải mái nhé. Ok. Ui. Quên ô. Có cái ô để... Ok, ô đẹp nhất thì bỏ lại đi, cầm cái ô kia đi. Cầm ô đỏ đỏ ấy. Ờ đúng rồi. Cái này to không tin lạ. Anh em đợt này tiêm mũi 4 Covid hết rồi, hay quên lắm các bác. Có gì các bác thông cảm. Rồi để bắt đầu khóa xe. Wow. Xưởng của anh Dũng to nhỉ? Vâng, xưởng chè là công ty cổ phần chè hữu cơ Cao Bồ anh ạ. À. Về đấy xưởng của anh rất rộng lớn, chuyên sản xuất các loại chè tại địa phận xã Cao Bồ đấy luôn. Này, chú cầm đi để anh cầm không phải lẻ với ô đúng không? Và ok chuyển giao công nghệ cho em calamen. Bác đi trước dẫn đường kiêm thuyết minh thuyết trình viên thì không phải có sự hay thích sinh sự à, thích sinh sự à? Hôm nay là thiếu hậu đây anh ạ. Công ty hậu sự hôm nay là thiếu hậu, chỉ còn mỗi sự đây. Không có gì để phá đốt nữa là em mới chuẩn. Cứ hôm nào mà có một là phá hay là đốt là em mới lên luôn. Công ty hậu sự hôm nay là dừng nghỉ đúng không? Hậu sự hôm nay là nghỉ không làm việc. Hậu sự hôm nay lại đi làm công việc khác. Hôm nay chợ nhưng mà bà con chắc là bận nằm mùa nên là cũng chưa xuống chợ đâu. Mùa chứ bình thường là cũng đông đấy, anh công nhận không? Mưa gió này, một hai bận nằm mùa. Tưởng anh em mình đi chợ mua được đồ đó. Không, cái này là anh cầm đồ của anh em mình thôi, chứ chưa mua được cái gì. Ơ, cái quẩy tấu anh lại để ở nhà rồi đúng không? Không thì mình mang cái quẩy tấu đi là vùi đồ. Đâu, đâu, đâu. Con
Thái ơi, tí cho anh mượn một cái xe nhá. Tí cho anh mượn một cái xe nhá. Không có xe nào à? Gì à? Có món gì đấy bác? Cần lấy mẹ tí trứng thôi. À vâng. Hôm nay là đầu tuần vào đúng chợ luôn nhỉ? Có nhiều đồ lắm à? Chuyển đi. Anh cầm măng không? Măng không? Không, không cầm măng. Ở trong mới có măng mà. Rồi tí lên xe, tí quay lại lấy anh. Mượn xe chưa? Mượn xe máy chưa? Tí em xuống đây mượn dưới này thôi. Ở trên kia thì không có cái xe nào dưới đây. À, anh em chúng cháu sau một hồi lượn quanh chợ lại đến chỗ cửa hàng nhà anh Nguyễn Xuân Hưng sửa xe máy tại trung tâm xã Cao Bồ và cũng mượn được chiếc xe tại đây để tí nữa anh em chúng cháu di chuyển. Anh Sữa ơi, ra kia xem tình hình nước sông nó có to không nhỉ? Vâng. Vâng, ui nước ở đường này. May là anh đi đôi này chứ đi đôi giày là hôm nay là lại đi chân đất đấy nhỉ. Đôi này được cái ma sát nó chưa. Ui ui anh ơi, ra đây xem này. Ui ui ui. 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 Anh thử bơi bên kia nào. Ê, thôi anh ạ. Bạn này là ra sông Lô luôn anh ạ. Ra sông Lô luôn. Không, em ít tuổi hơn anh, em đi chậm hơn anh, em biết đi chậm hơn thì chắc là biết bơi chậm hơn anh. Là anh biết bơi trước em thì anh bơi trước đi. Đường này đi vào thác đấy nhỉ? À, đường này đi sang bên thác Hùng. Đường này đi vào xa không? À, đi vào thác Hủy Luông gì anh? À, khoảng tầm 2 cây rưỡi đến 3 cây. Đường bê tông hết à? Vâng, bê tông. Wow. Đường này là xe mình đi được. Đi thoải mái mà. Cầu này xe mình đi được. Nhưng mà cầu này 10 tấn mà anh ơi. Rộng, rộng rộng, đường vẫn là 3 mét. Cầu cũ nhỉ? Và cầu cũ dưới này. Ngày xưa là chỉ đi xe máy sang đây thôi. Thủy điện là buộc phải qua được này đúng không? À, thủy điện thì... Không, thủy điện bên này cơ. Ở kia anh ơi, ở dưới kia. Không không không, thủy điện. Vẫn phải đi qua cầu này để thủy điện. À, xe ô tô đi qua đường này xe bé thôi, xe to không đi được. Chở vật liệu thì vẫn phải đi qua cầu. À, chở vật liệu thì xe 7 tấn thôi. Ôi, các bác xem này. Ui, như một cái thác khổng lồ luôn. Sông ở dưới khu vực miền Tây thì những ngôi nhà họ xây ở quanh bờ là bờ sông nhưng mà ở đấy là nước nó đứng luôn, không bao giờ nước nó chảy xiết như này. Nhưng mà ở đây này, đây từ những ngôi nhà mà họ xây toàn ở sát với bờ suối. Cái này tôi chống cho góc kè này đứng nhìn em cũng ghê chưa? Quá ghê luôn. Và qua. À, Long là ngón ở đây rồi. Long là ngón. Tí đã làm chuyến xe ôm nhờ. À, đi vào trong trong kia để quay trong kia thác nước trong kia. Qua ngập cầu này à? Ai à? À ơ kìa.
nước tràn qua cầu luôn kìa. Các bác xem nước đêm qua đây tràn này. Đấy, những cây rau của bà con trồng ở trên cái cầu đổ hết luôn. Dòng nước thì cuồn cuộn này. Quá nguy hiểm. Tràn qua cầu kia là lượng nước rất là nhiều. Đó. Hoa, chỗ này có mua tóc không? Đây mua không? Quay lại bán tóc luôn. À, vậy cho anh Sự taxi dù bán tóc để lấy tiền đổ xăng. Đây. Anh đem máy anh. Hôm nay là anh Sự taxi dù bán tóc. Hết nghề chuyển sang nghề bán tóc rồi. Phá nhà thì không có nhà để phá nữa. Nhổ ra em ạ. Nhổ tóc ra. Đợi một lúc. Mà định giá anh ạ. Phải định giá một tí. Cái này chắc là đủ, đủ, đủ tiền đổ xăng không? Không, không đủ. Bán luôn cho cả ấy luôn. Đấy, đây là các chị em đang gọi là làm gì đây? Bắt cháy à? Bắt cháy. Bắt cháy cho nhau. Như kiểu gọi là bắt cháy bắt giận đấy. Người rõ sinh nhưng mà lại có cháy. Tụi em đi từ sáng vào đây hả? Vâng. Mấy giờ sáng vào đây? 6 giờ vào đây rồi. Nhà vẫn ở chỗ cũ phải không? Anh em mình có thể xuống chợ lên nhờ. Thôi chào mấy chị em đó. Lại đi chợ xem là lại mua được cái gì không. Đấy. Đôi lúc là ngồi rối rái là anh em mình vào chuyện trò một lúc cho nó vui vẻ đúng không? Thời tiết nó mưa nó mát mẻ. Anh cầm máy thôi, em lái xe nhé. Ok. Xin chào. Xin chào nhá. Nhổ không? Anh chào nhá. Nên em không định được giá thôi, anh không bán nữa. Quyết định không bán. Quan trọng là có tiền để mua không ấy, chưa nói xong ấy. Là bắt đầu. Đó, anh em cháu lại di chuyển. Anh chưa cầm máy cẩn thận nhá. Chỗ này là vẫn đang quay. Khu vực chợ đầu tuần nó hơi vắng một chút nha các bác nha. Mình đi lại mấy vòng mà vẫn có người để mua nhiều. À, bánh rán hay mỗi bánh rán nhỉ? Thôi, mình gói rồi. Vẫn chưa gặp để chở đồ nhỉ? Không biết ở đâu nhỉ? Không biết ở đâu, ta đi lui xuống chỗ ấy nào, xem ở chỗ nào. Vẫn chưa gặp đâu. Đi. Đây đang phải như ngồi ở trên đấy sao? Anh chạy chiêm bán mừng bán này nhanh trước bi không liêu mà không ngâm chảo này ngâm du hăng khẩu công nghệ mới bằng xe chứng minh nhân dân đi đi bên kia chơi anh xuống chơi đi. Hello. Quay xe rồi. Lại đi đâu ấy? Quay chỗ xe bây giờ. Đúng chưa à? Đi ô tô chứ đúng không? Bây giờ đi bây tìm giờ đi vào trong thôi. Không, đi tìm để chở mà. Nhưng mà bảo ngồi ở chỗ nào mà bây giờ ngồi ở chỗ nào không biết thì đâu. Bây giờ mình phải xuống cái chỗ em Thắng á. Không, bảo trên này rồi. Trên này thôi. Anh Thắng thì đang ngồi kia áp video. Trung tâm công việc công nghệ mới ép đèo bằng lái xe. Máy này vẫn đang hoạt động đấy nhá. Kệ không vấn đề mà ép dẻo ép dùng là ép dẻo không sao. Đây à. Wow, còn lạ đấy. Đấy. Đây. Đây. Có cái gì phải chở nữa không? Có cái gì chở nữa không? Ui nhiều đồ này thì giống nhau thôi.
Thôi. Lái được mà. À thế được nhá. Mình có tay lái non mình không dám chở. Đấy là kia là tay lái già đấy. Đấy. Quen đường thôi. Quen đường. Ở đây là giờ như em kế là ngày xưa vào đây là cũng đi quen rồi nhưng mà chắc là bỏ lâu ngày đúng không? Vâng, em lâu ngày quên. Thế anh em mình lại tiếp tục lên đường. Dạo này chào anh nhá. Đánh bạc à? Thời gian này nó đang phải đến mùa. Đánh bạc già mà. Dạo này không hành nghề đánh bạc cổ truyền nữa à? Bán lại đồ, bán lại nhàn hả? Bán lại nhàn chứ mắt đang mất. Em đi đã. Ở đây có cái làng nghề đánh bạc anh ạ. Đánh bạc già không phải đánh cờ bạc nữa. Đánh ấy, tí các bác hiểu nhầm là tưởng đi đánh cờ bạc anh em mình là người chân chính là mình đi làm ăn không biết gì về một tí gì cờ bạc đâu nha các bác nhá. Ý là ở đây người ta gọi là đánh bạc là lấy cái búa đập bạc cho nó dài ra xong người ta làm là đánh đống bạc theo dân tộc cổ truyền của người Dao. Người ta gọi là theo như thế. Gọi mình như mình gọi là làm nghề truyền thống. Mình gọi là làm nghề truyền thống. Đây là tiếp tục là làm nhà. Bây giờ là anh em ta let's go lên đường. Đấy, các bác là bây giờ mình đi vào thôn Lùng. Bây giờ đang ở thôn Vinh Tăng, hiện tại mình đang ở thôn Thác Tăng. Thác Tăng. Rồi. Xong là mình đến Lùng. Chưa anh Thác Thao. Thác Tăng. Xong đến Tam Bè. Xong mới đến Lùng Tao. Ngày xưa là em ở đây là cũng hơi lâu một chút. Đây là cũng biết đường thì ui nước rồi. Ngày xưa là con xe cầm thấp của anh đã đi vào đến Lùng Tao ở đấy. Ngày xưa đường nó không đường không ngay như này đâu đúng không? Đường cũng như này. Đúng là anh vẫn bò vào được mà. Đường sau một trận mưa lũ này là thêm vài cái ổ voi ở đây rồi nha. Đây như rất nhiều ổ voi. Chỗ này là gầm cao đi là cũng hơi gấp đây. Đúng không? Vất vả đấy. Quá vất luôn. Cắm hai cầu ở đây ạ. Chỗ này phải hai cầu mới lên được. Là bên dốc. Cái bột đây này. Đấy, hôm nay là em kế calamen cũng đèo nhá. Đường thành toàn ổ voi với ổ gà đường luôn. Đường nó hơi gồ ghề một chút. Cũng đổ bê tông rồi đấy anh ạ. Có gì là rung lắc một chút là các bác hết sức thông cảm nhá. Hôm nay sự cầm calamen ngồi sau. Mọi khi anh sự cầm lái. Đây các bác nhìn thấy phong cảnh ở đây này, núi rừng mây mù này. Hoa. Cái trống cho em ơi. Em thấy bảo không cần gạt anh ạ. Vì là từ trước giờ em chưa gạt ai. Thế nên là cái chân trống cũng không cần phải gạt. Bên kia thác ngồi sạt này. Đây. Ô xuống cả tảng luôn nha các bác nha. Nguy hiểm thế nhỉ. Đấy đi qua những chỗ này thật sự là phải cẩn thận. Đấy, cái này là ô tô mình không dám qua là phải rồi. Đúng không? Ô tô là nó xuống một không mưa đánh. Không biết là nó xuống bất kể lúc nào. Mát quá anh ạ. Tối qua nghe dân ở đây kể là trận hôm qua lũ nó về đột ngột đấy, chưa có trận nào to như trận tối hôm qua. 45 từ trước đến giờ. 45 đấy nhỉ? Nhưng sáng dậy thì nước nó chảy xuôi hết về đây, nó ở độ cao, nước nó chảy xuôi hết ra sông ạ. Thế là bữa sáng anh em mình vào đây là thấy tất cả suối nó cũng cạn dần rồi. Đây ruộng bậc thang chắc là làm vụ thứ hai đây nhỉ em nhỉ? À không, ở đây cấy một vụ đây anh ạ. Cấy một vụ thôi hả? Vâng. Bây giờ là đã cấy rồi á? À, cấy rồi, lúa xanh rồi đấy anh ạ. Bà con cấy cách đây khoảng nửa tháng rồi. Đây này, đi chợ đây này. Đấy, các chị, các em đi chợ đây này. Đây là... mọi người bắt đầu đi ra chợ này. Đấy, thì là ở đây là chợ sẽ là kéo dài đến tận chiều cơ. À, chợ ở đây họ đến chiều luôn hả? Khoảng 2 giờ chiều. Đi xuống rất là khó anh ấy. Thác kìa. Ô trời, có những con thác ở trên cao tí mình vẫn phải qua đó hả? Em sẽ dùng flycam bay. Dùng flycam bay. Dạ. Rồi, để cho các bác ngắm những con thác. Em bay cận cảnh nhá. Dạ. Bay sát một chút nhưng mà mưa này là phải để ý nhá. Mưa này thì vẫn bay được. Mưa to là không bay được. Mưa cả ngày thì vẫn bay được. Nhưng mà bây giờ là anh em mình là đi tốc độ mạ thôi mà em còn xử lý được vì mưa trơn. Đợt này em đi khoảng tầm 2, 2
20 cây một giờ đấy. Nhưng mà điều này nó không trơn. Bên kia là đấy, nó về bên kia vẫn có một con đường nhỏ nhỏ đi. À, đi vào xóm đi ạ. Ở bên đấy hơn 10 hộ. Ui, con thác bên kia em ơi, tuyệt đẹp luôn. Thác Khao. À. Tí nữa anh em mình đến khu vực con thác Khao. Kiếm tay thì... Khao là trắng. Khao là trắng đấy. Em là cũng biết nhiều thứ tiếng nhỉ? À, em cũng hay gọi là hay tiếp xúc. Nên là em cũng biết một chút ít. Thế là hôm nay em phải bổ túc cho anh một tí tiếng Dao nhé. Vâng. Hôm nay là có... vào đấy là có cái gì mình lại bổ túc thêm. Ví dụ ăn cơm không có thịt là nhìn nắng má này gì nhỉ? Má này A là ăn cơm không có thịt. Không có thịt. Nhìn nắng má này A. Các bác nha, nhìn nắng má này A là ăn cơm không có thịt. Mà trên này là cứ gặp bố của bạn là cứ phải gọi bằng bố. Nhưng mà nếu mà đúng là xe anh em mình vào được đến điểm này, nhưng mà thôi ở chỗ kia cũng có nguy cơ sạt lở. Ở qua đây là có một cái cầu tràn, nước tràn. Ví dụ mà nước to là không biết để vào chỗ nào. Ý. Thác số kia kìa, các bác. Tí nữa anh em mình có thể là đi ra mép đấy quay cho các bác xem một tí. Mình đứng ở gần đâu chỗ đó. Ui ôi anh ơi này. Từ. Ui, cái chỗ này đấy. Đấy. Tràn qua đây hết mà đây này. Cây cầu này thì xe chịu cứng rồi. Bó tay chấm com rồi. Cái này thì ô tô không dám đi nữa rồi các bạn. Không đi rồi, dừng lại luôn đây kể này, cả tay. Quay cho các bác xem. Tài cầu cũng không lên được. Đấy. Đấy. Đấy, các bác xem là thác nước không qua chảy đây. Đấy các bác, là mọi lần xe ô tô vẫn qua nhưng bây giờ là chịu cứng rồi. Rồi đi xe máy đi qua được. Đấy. Ngoài kia cứ cuộn cuộn luôn này cả các bác ạ. Đấy. Này em cầm máy giùm anh đi qua một chút đây để cho các bác xem cái phong cảnh ở đây một chút. Đấy, các bác xem này, nước sông rồi. Bà con cây lúa thì ở bên kia là lúa đã xanh hết rồi. Đó. Bên kia lúa cũng phải xanh tươi nhỉ? Đúng rồi, xanh hết rồi. Đây là một thửa ruộng bằng nước kiểu ở đồng bằng luôn đúng không? À, cái mảnh này dùng máy xúc làm rồi anh ạ. À. Nhưng ngày trước là cũng nhỏ thôi. Mảnh này là đẹp á. Mảnh này là gặt xong là bà con lại tổ chức đá bóng ở đây. Mảnh này là nếu mà gặt một tốt, mảnh này phải một tấn thóc. Mảnh này nó rơi vào tầm... hơn một tấn đấy. Rơi vào tầm 40 bao thóc. Thì hơn 1 tấn. Vâng. 40 bao lúa luôn đấy. Rồi anh em mình lại di chuyển rồi, bác lại cầm máy quay cho em đi. Đấy, lên đoạn bên điểm trên kia sẽ có thác nước nào đẹp thì quay cho các bác xem. Rồi, thưa các bác, hiện tại cháu đang đứng ở địa phận thôn thác Khao. Hiện tại đây là một thác rất là đẹp. Nước chảy xuống trên đỉnh núi xuống rất là đẹp luôn. Và ngay bây giờ cháu sẽ dùng flycam bay cận cảnh cho các bác xem cái toàn cảnh cái thác nước này, để xem là thác nước nó đẹp hùng vĩ chỗ nào. Xin mời các bác. Đấy, anh sự thấy thế nào? Cái này anh phải zoom lại gần một tí để cho nó cận cảnh nha. Nhìn xa thì các bác cũng không thể nhìn được. Wow, quá đẹp luôn nha các bác nha. Đấy, có những con thác là cái này là mưa lũ nước to, những con thác khủng luôn. Đấy. Wow. Bà con là đi chợ rất là đông. À. Xin chào. Xin chào nhé. Quen rồi, cũng nhiều mà. Anh vào đây cũng chủ yếu là anh ở bên bản dân. Bản dân bên thôn Tham Còn họ biết anh hết, bởi vì là anh với Thắng là vào đấy nhiều nhất. Trước đường nó còn khó khăn đi á.
Ở đây là vào cũng một vài lần, nhưng mà đã khái là anh cứ đi đến chợ là họ biết anh hết. Vâng. Mới là quay cái chỗ khác ở cái khe nước thì sao nó bị to. Khe nước này thì cũng quá to rồi, đẹp. Thôi, trời lại bắt đầu mưa. Là anh em dừng một chút, tí nữa lại đi vào trong kia tiếp nha các bác nha. Đấy. Các bác nhìn thấy khu vực thật sự là trời mưa gió, anh em vào những hôm qua là mưa suốt cả đêm. Ngày hôm nay là vào những khu vực điểm ở trong xã Cao Bồ này, vào những mấy cái thôn ở trong này. Tí nữa là các bác được cùng anh em lại đi vào sâu bên trong nữa. Thưa các bác, hiện tại cháu đang đứng cạnh một dòng suối, nước đang đổ về rất là lớn. Hiện tại cách đây khoảng 2 tháng trước cháu lên đây thì ở đây có một cây đa rất là lớn đứng ở đây. Nhưng mà sau trận lũ đêm hôm qua thì cây đa đã bị, đấy, nhổ cả cái rễ lên kia rồi đúng không? À, không, cái đấy không phải cây đa rồi, cây đa bây giờ nó đi xa quá rồi. Không phải cái đấy là cây đấy, cây khác đâu. Bây giờ là cây đa đấy đã bị dòng nước cuốn mang đi rồi. Đó, các bác xem là dòng nước như này. Hiện tại bây giờ là đã rút rồi. Đêm hôm qua thì anh ấy quay cái cảnh bên kia đi. Đêm hôm qua là nước lên đến tận trên bờ này luôn kìa. Thế em ở ngoài em lia máy bên kia một chút. Đấy, cho các bác xem đây này. Đó, chỗ cục gỗ kia là nước cũng mang gỗ từ đâu về đấy rồi. Và đấy là nước tràn lên đến tận đấy luôn. À, bên kia là những bà con cây lúa rồi nhưng mà cũng bị đất đá sạt xuống. Sự đi xe máy để em đi bộ nhá. Thế anh cầm máy đi. Anh sẽ đi bộ từ đây lên. Đấy, anh cho các bác xem đường ở chỗ kia. Ok. Bây giờ em đi chậm chậm nha, chỗ đoạn này chắc là không đi được rồi. Chỗ này là phải xuống dắt đấy nhá. Wow. Cách đây mấy tháng này anh em vẫn còn đi ô tô vào đây được. Nhưng hiện tại là bây giờ là phải dắt rồi em nhỉ. Cuốn hết đường rồi. Wow. Đây các bác, đường lở hết rồi đây. Đúng rồi. Đây. Đấy, đây là anh quay về cho các bác xem là cách quét đi mặt đường này khoảng 60 phân. 60 phân. Đúng rồi. Đấy các bác xem. Vâng. Đó. Nước rất là lớn, đêm qua tràn đến đây luôn. Trôi. Đây cây gỗ là trôi về đến đây và mắc ở đây rồi. Đây, nước rất là lớn luôn các bác. Đó. Như dòng nước thác luôn. Anh em mình di chuyển thôi anh ạ, mưa rồi. Cháu xin phép di chuyển tiếp các bạn. Vì trời lại mưa rồi. Mưa rất là to luôn. Tình hình là không biết là tí nữa mưa có to quá không, người sợ mưa to là anh em mình không ra được đâu anh ạ. Đoạn này là đây này. Đường hiện tại là lở hỏng hết đường các bác. Đây là vào thôn bản, vào trong thôn đây. Wow. Trời bắt đầu mưa rồi em ơi. Nếu mà một trận mưa to nữa thì chắc anh em mình không biết là tí nữa có ra được không. À, xin chào nhá. Mưa quá nhờ. Cơn này to nhất rồi. Bao nhiêu năm rồi? 2-3 năm rồi. 2-3 năm mình có cái trận như này à? 26 to nhất. Ờ. 24. Ờ. Thôi em đi chợ đi. Tôi hết rồi. Thôi anh em lại tiếp tục ngồi xe máy đi tiếp nhá. Đêm hôm qua là nước tràn lên tận trên này đúng không anh? Đúng rồi. Anh qua có ngủ được tí nào không? Không ngủ được một tí nào luôn. Vâng. Thế cả ao ao luôn à? Ở lúc 1:30 là đỉnh nhất.
1 triệu 30 là lên cao nhất, đúng rồi. Lên cao nhất. Nó thế là ngập đến tận đâu? Ở đây thì mình không thuộc ở đoạn này, nhưng mà ở trong kia là ngập luôn cả cái cầu đi vào Lùng Tàu. À. Đánh cầu luôn. Không thấy cầu. Ôi à. Anh ơi, bên kia người ta xây những cái bể cá kìa. Đúng rồi. Xem này. Cá này là trận hôm tối hôm kia, dạng cá hôm kia là dạng hôm qua là cá trôi rồi. Trôi hết rồi. Cá đi hết luôn. Ôi dồi ôi, thiệt hại hết rồi nhờ. Chắc là mất nhiều tiền đấy nhỉ. Ôi. Nhưng mà cái cá tầm kia là mỗi con nó tầm cân hơn cân chứ. Cân đâu, cá mới lớn nó cân. Cá đi ra theo suối. Nhưng mà suối như này là đánh mạnh này, cá thì chắc cũng vào vào đá rồi nhỉ. Thiệt hại quá nhỉ. Nghĩa là trận lũ này là lịch sử đấy đúng không? Lịch sử nhất đấy. Hiện nếu mà đường đi sang bên kia phải có cầu treo đi sang nhỉ? Có cái cầu treo trên này. Ồ. Bên kia phải hơn chục hộ đấy nhỉ? Còn nhiều đấy. Gần 20 hộ đấy. Đấy, chủ trương em đi ra bên đấy đấy. Thiệt hại lớn quá. Đấy các bác, là mưa lũ là ở dưới suối kia là máy kia là máy xúc lật hay máy gì đấy em? Xúc lật anh ạ. Đấy, trôi từ bên kia nhờ. Tối qua luôn mà mới trôi đúng không? Vâng. Trôi từ bên kia mà xuống chỗ này chắc là nếu mà sau này nước cạn cũng được. Quá là khủng khiếp luôn. Chiếc máy xúc lật vâng. Đúng gọi là xúc lật luôn nhỉ. Lật luôn ở đây luôn. Vâng. Ui. Chỗ này để anh xuống không? Không, không cần anh ơi. Anh cứ ngồi, anh ngồi im ạ. Ờ, ngồi im. Lên rồi. Ui rồi. Ui rồi này. Các bác ạ. Các bác ạ. Rồi, mưa tiếp đây ạ. Ở trong này là mưa to hơn ở bên ngoài chỗ trung tâm xã anh ạ. Đúng rồi. Và trong này nước ở các khe đổi xuống rất là nhiều luôn. Bà con ở đây cũng rất là nguy hiểm đấy anh ạ. Tạt lở. Cây chè cũng là sạt lở. Xuống cả cây chè luôn. Vâng. Yeah. Nước chảy từ các ruộng. Ruộng còn sạt cả ruộng luôn đấy. Đưa anh quay lại. Ủa. Chú lại đi qua mất rồi. Thôi. À thế thôi. Đấy. Chỗ này khác này đẹp lắm. Đây. Đấy kỳ đấy. Các em nhá. Đây cụ đây đâu. Đoạn này là cứ ngó từ ngó nguy hiểm lắm. Sợ hết gì anh. Sợ lắm đoạn này. Nguy hiểm. Cái xúc lật kia còn trôi nữa là anh em mình thôi. Nguy hiểm đấy. Ở đây người ta cũng xây mấy cái bể cá này. Đây. Đây. Anh quay cho bác xem nước này. Ui kìa. Ui ôi. Ui. Khủng khiếp thế nhỉ. Đây đây. Để cho bác xem. Em xuống em cầm máy cho đó các bác ạ. Đó, tăng lương này. Như kiểu trong Tây Du Ký anh ạ. Đúng rồi, đây là thác suối chứ không phải là thác nước. Đấy. Tạo được ở trong kia cầu đây này.
Ui, những hòn đá này. Ôi. Đây. Đấy, các bạn, anh Tư này phải xuống đi bộ thôi. Quay. Cầu này là hôm qua là ô bao nhiêu hòn đá nó dồn hết xuống đây này em ơi. Đây. Đây là máy xúc còn đang dọn đường đây này. Thôi. Đây để anh đi ở trên này. Qua. Wow. Cái này. Qua nước tràn vào đây luôn anh ạ. À. Hôm qua nước á, nước phải ngập đến đến tận thanh sắt này luôn này. Ấy. Qua. Qua. Ê. Mực nước hôm qua ở đây gọi là kinh khủng khiếp luôn nha các bác nha. Sáng dậy là rút rồi. Nói anh ở trên này anh có dám ngủ không? Không dám ngủ luôn. Đêm là phải trèo đến chỗ nào. Ủa. Cao nhất đây ạ. Chỗ này là đêm hôm là không biết là chỗ nào cao, chỗ nào ấy đây. Đây. Trường ở kia mà. Ồ. Đêm hôm qua là phải gập hết vào đấy luôn đấy. Lán công trường hôm qua chắc là phải sơ tán. Chạy gấp trong đêm rồi. Chạy gấp trong đêm. Nhưng mà cái lán may không trôi cái lán nhỉ. Vâng. Cho anh em mình vào hỏi thăm xem mà các bác ở trong đây đêm qua như nào đi. Vâng. Thế nào em cầm máy đi. Anh em mình vào hỏi thăm hôm qua. Ừ. Xem là các bác thưởng thức đặc sản ở Cao Bồ thế nào. Ờ. Ừ. Đặc sản ở Cao Bồ là thế này các bác. Đây, xe máy là chạy hết lên đây rồi. Đây là công trường nhỉ. Vâng. Mà ở đây thăm sức khỏe các bác một chút là đêm hôm qua là các bác được. Ở đây là các bác đi kiếm đến đây gần bỏ môi giờ đêm hôm qua nhé. Chắc là không ngủ đâu anh ạ. Hôm qua là không dám ngủ luôn. Wow, khủng khiếp. Đây này, tràn hết quả đây kìa mà. Khủng khiếp. À không phải công trường đâu anh ơi. Trang trại, trang trại. À. Hôm qua là chỗ này là mức nước hôm qua là nó không lấy được. Ôi ôi. Ồ. Đây này. À đây này. Đang khắc phục hậu quả này. Đấy, hỏi thăm mọi người đây xem như nào. Đây là nước tràn hết qua đây luôn. Tràn hết qua đây nhỉ. Tràn qua đây luôn. Xin chào. Xin chào mọi người. À, cái này là mình đã thả cá vào bể này chưa? Thả rồi. Thả rồi, đêm qua nó quét hết qua đây luôn à. Đấy, đi qua chỗ này chẳng biết có đi được không. À, em đi trước anh Sự nhá. Qua được anh ạ. À, thế thì thôi đứng ở đấy để ấy các bác xem. Khủng khiếp nhờ. Kìa. Kìa anh Sự ơi, ở sau kìa. Ấy. Ôi em lại không đi qua đường này nữa đâu. Chạy chạy thôi. Thế là qua mưa lũ nào em? Tại đây nó tối qua cũng không dám ngủ ấy nhỉ. Cái lán của anh em công thường à? Vâng. Đấy các bác ạ. Các bác xem ở đây này. Bà con ở đây là xây những bể cá để làm kinh tế. À, xin chào nhá. À, ôi ôi. Bể cá là bây giờ là bị nước mang hết cá đi rồi và đất cát đang ở trong này. Đấy. Đây là những cái ống nước bà con bắt về để cho bể cá đã bị dòng nước cuốn đi và gãy. Đây các bác xem. Khủng khiếp. Đúng mức này cơ mà. Đây. Đấy. Đó. Các bác xem là tưởng tượng. Khủng
khiếp với mức độ nào. Quá là khủng khiếp. Ao này là của nhà nào đây? Anh Minh. Minh à? Thả nhiều cá ở đây chưa? 3.000 con. To bằng nào rồi? Con cái rồi. Tức là 2 tháng rồi mà. Tổng thiệt hại ước tính là khoảng bao tiền? Cá giống là nó bảo là mua hơn 40 rồi. Hơn 40 triệu tiền cám. Tiền cám nó bảo là ăn gần chục bao rồi. Chục bao, chắc là hơn 2 tạ cám sao ấy. Hơn 2 tạ thì cũng phải hơn 20 triệu chưa? Đấy là thiệt hại rơi vào khoảng tầm 50 triệu ấy nhỉ? 60 triệu. Cả tiền công các kiểu nó tầm 60 triệu nhiều. Đấy, còn bây giờ khắc phục hậu quả đây này. Đất cát này các bạn. Thế là đêm qua nó tràn hết qua mấy cái bể trên cao kia đúng không? Đúng rồi. Đó. Nguy hiểm quá. Khuyến cáo bà con là mùa này là cũng không nên ở những cái nơi mà gần bờ suối, những cái khe nước và những cái điểm mà trọng yếu có nguy cơ là sạt lở này, lũ quét. Bà con nào mà có xem qua video này của anh em Nguyễn Tất Thắng ấy thì cũng lưu ý là mùa mưa lũ thì cũng không lên ở những cái nơi như thế này. Đấy, gần bờ suối này rất là nguy hiểm. Anh em chú cháu xin phép đi tiếp để quay những cái điểm bị lũ quét, lũ ống. À, anh chào huyện nhá, anh đi vào trong đây. Vâng, vâng. Anh đi quay hết đi. Ờ, ok em. Ok. Ui. Ui. Em về số 1 á. Về số 1 rồi đẩy nhẹ nhẹ lên nhá. Lên đi, lên đi. Ra đây xong rồi để xe máy xuống hộ em này nữa. Dựng dựng xuống hộ em này. À không, không phải đẩy. Đây. Wow, wow. Wow, lên được rồi. Đẩy đâu đi? Đẩy, đẩy, đẩy. Đẩy, 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 đẩy hộ một chút. Bị đứt đường thôi nha các bác nha. Không, cái kia là họ làm cầu cứng rồi, chẳng qua là bị đứt đường thôi. Rất là may là có cái cầu này, không thì bà con ở trong này cũng là không đi lại. Cầu này là ngày xưa là để xe máy, để bà con đi xe máy. Nước lụt. Đấy. Được dã man thế nhỉ. Bữa trước là anh em đi vào là vẫn đi trên chiếc cầu này. Nhưng giờ này thì chịu rồi. Không tài nào đi nổi luôn. Thế thì anh em mình cũng vào đến đây là chắc chắn là cũng hết điểm đúng to rồi nhỉ. Ờ rồi. Phép là kết thúc video ở đây. Anh em chúng cháu sẽ đi nhờ một chỗ nào để nấu ăn, để ăn cơm bữa trưa, và chiều anh em chúng cháu lại di chuyển về thành phố Hà Giang. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.